thì anh chơi. Tiếc rằng nó không phải là sát thương. Sát thương thì ngon nhỉ. Ờ, sát thương nó lại ngon quá. Thôi đi được mạnh rồi. Đừng có ai ép xin kèo. Đây là một cái cấp thôi, có cái cấp mà 44 mà 44 mà đúng là vậy ạ. Bãi trưởng bài chết hư quá. Thứ bảy rồi, hai thứ bảy rồi. Không lắm. Quang quay dùng nước ta ra được video đua Dorado cái này. Kìa. Mày thấy em đỉnh chưa? Đó là quay dùm ta rồi. Bỏ đi, bỏ đi anh, bỏ đi anh. Bỏ đi. Nước em chưa quay nữa. Hai thầy quay cho thầy coi. Nắp à, nắp à. Thầy mày gái vậy quay cho thầy coi. Thầy kiếm năm cái tám. Chữ gì vậy? 4 cái 6, 4 cái 8. Năm cái 8 thì không biết có cập nhật, có được lên không? Nếu mà cập nhật đây thì tôi đứng top. Chắc là lần 6 à. Em phải đứng top 40, nếu mà cập nhật thôi. Chắc là sao cả. Anh Romao lên lên điểm chưa anh? Ba đi. Bóp. Cố gắng in chọc lên điểm mới được. Không, anh phải gây đam nhiều. Gây đam nhiều hả? Phải gây đam nhiều. Anh xin tồn không ăn thua. Chết thương boss. Thôi thổi đi. Cứ lên bờ cao mà chơi đây. Lên bờ cao mà làm. Buồn người đây. Cứ có con thì cứ chơi lên bờ cao. Lên bờ cao mà làm. Như em là level 7 lùm level 7. Có level 8 lùm level 8. Sắp được. Sắp đủ cái focus rồi mọi người. Sắp được bắn cái mặt đây rồi. À, không băng thầy đâu có dễ. Giờ muốn chơi game trong với thầy khó lắm. Còn đi chọn đi theo anh em kéo mà. À. Ủa đâu rồi? Lo về bên trái này, lo về bên trái này. Đi qua đi. Tình chúng ta tám rồi. Ấy cái tường cái này. Đang đi xét nè. Tiếp ra. Quay. Mẹ được ta làm gì? Tao yếu mà được ta làm gì? Thôi, không được rồi. Anh vô nào, hết đi mà. Em bắt thầy, sư thầy nè. Hai người trong đây. Đang kéo sư thầy. Là ai đấy nhỉ? Để đi solo à? Solo hai mình chắc là lên được. Chờ tôi mới... Đang thiếu một mà. Đang thiếu một á? Chilling in Lady Stray is a backable.
Well, actually use the lightning gun for massive damage. Yeah, you're right. Chain lightning. And I, yeah, I gotta try chain lightning too. Okay, okay, tôi phải đây rồi. Rồi té, cảm ơn mọi người nha. Đó tất cả những gì mà ngày hôm nay thằng sẽ như vậy đấy. Không có thể thấy được là cái việc cày anh mùa thứ tư này nó mệt mỏi cỡ nào đấy. Tại bây giờ chúng ta không thể chọn step và cũng như là cái cơ chế bàn động khác hẳn so với các mùa anh trước đó. Cho nên là nếu như hôm nào mà không thực sự quen thì có lẽ là sẽ bị choáng nặng đấy. Cho nên là thôi các ông phải cẩn thận đi nhá. Thế thôi, buổi livestream của chúng tôi xin phép được kết thúc ở đây. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và hẹn gặp lại mọi người vào buổi livestream vào tối mai nhá. Còn bây giờ thì...